biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân tổ dân phố Đại Xuân. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết là giá trị cốt lõi và là đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Ngày hội đại đoàn kết dân tộc được tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Đây là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời giúp củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư. Thưa toàn thể quý vị, hôm nay những người con của tổ dân phố Đại Xuân xuất họp tại đây để cùng nhau nói lời chúc mừng cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong không khí hân hoan này, có lẽ không có gì đặc biệt hơn khi chúng ta được thưởng thức những lời ca, tiếng hát, những điệu nhảy của chính những người ông, người bà, cô chú, anh chị hay những người hàng xóm mà mỗi ngày chúng ta vẫn gặp và dành cho nhau những tiếng cười. Ngay sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu là tiết mục Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta, nhạc và lời quang vượng do tất cả nam nữ thể hiện. Oh,